Hi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Thì hôm nay á, mình như cái tiêu đề mình nói là mình sẽ chia sẻ về con MT15. Và cái con MT này là cái con MT2021. 2021 thì sẽ có cả bạc màu giống gì. Rồi, thì một người em đã cọc rồi, đã cọc nguyên full xe con xe này rồi ha. Đó, thì đó, hình người em ở trên đây, mình sẽ để ở đây là đã có cọc rồi, để cho anh em khỏi hỏi mua ha. Thì người em này đã cọc rất là lâu rồi. Lâu ơi là lâu luôn mới có, tại vì mình tìm xe rất là kỹ anh em. Và luôn thẳng tiện nó nói anh em nào mà có xe đã sử dụng thì cứ bán qua mình, thủ tục nhanh gọn lẹ, nhanh lắm anh em. Nói chung giải quyết cho anh em nhanh lắm. Rồi, thứ nữa là cảm ơn một người em chủ trước xe này. Xe này mới rô đai xong nha, người em này nói em cảm thấy nó không phù hợp bởi vì em thích sport hơn và em không có thích chạy con này. Đó, vừa rô đai xong là bán luôn. Đó, con này cực kỳ đẹp, phải nói là không một vết xước chày gì ở con xe này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về những lưu ý khi anh em cần mua con MT15 này ha. Cái điều thứ nhất là con MT15 này á không dành cho những anh em quá thích tốc độ, tại vì max speed của nó là dòng naked thì nó sẽ không bằng R15. Đó, anh em nào mua giống như là một cái người em mà đã cọc xe tiền mình nè, đã cọc xe mình nè, là người em này mua đó để đi làm vừa đi dạo phố, vừa đi chơi, đi những cái cung đường nhẹ nhàng đó, đi phượt ngắm cảnh, thì ok, người em nó quyết định mua con này là đúng đắn. Còn khi mà anh em đam mê tốc độ thì anh em sẽ lựa những dòng sport bike đó, hoặc là những dòng cc cao hơn, tại vì con này chỉ có 155 xi phân khối thôi nha anh em. Rồi, một cái điểm tiếp theo là con này chung cục máy với R15 và nó luôn có những cái lỗi của chính hãng, ví dụ như là xì phuộc đó. Và đây quay cho anh em xem, xì phuộc và nó sẽ hay bị xì ron nước mát ở chỗ này. Đó là những cái lỗi chính hãng của nó mà những con xe hay có, và những cái lỗi này rất là dễ, như mình, bản thân mình vẫn có thể fix cho anh em được những cái lỗi này rất là đơn giản, không có gì khó đâu ha. Nói này chỉ là lỗi nhỏ thôi. Và một lỗi đặc biệt là xe hết xăng anh em sẽ dắt bộ. Rồi, cái đó là giỡn thôi nha anh em. Rồi, một cái điều tiếp theo đó là cái con này nó rất là cao. Những anh em có chiều cao dưới 1m6 thì hãy cân nhắc nha, không có thể chạy con này. Ví dụ mình sẽ cho một người 1m61-60 vô nè, vô thi ngồi thử cho anh em coi. Đó, cho anh em cân nhắc để mua nha, chứ nhiều anh em lùng quá mua không chạy được, mình sẽ chọn những dòng khác. Và ở ngoài nha, đây có thể nói một cái chàng trai của chúng ta đây, nhón nó rất là cao, có thể nói là nó cao hơn cái con Z300 cái bên đây luôn đó, và nó cao hơn cả CB300 đúng không? Em có thể ngồi lên CB300 để mọi người ngắm nghía một chút để mọi người tham khảo về con xe. Đúng rồi, cao hơn CB300 một chút xíu. Và như anh em thấy ngoại hình của con này nó không thua kém gì là những con 300 đó, một cái điều đặc biệt đó. Và con xe này đi rất là đa địa hình, ví dụ như là anh em leo dốc, uống cà phê hay là anh em làm bất cứ điều gì đó thì nó rất là dễ, nó rất là ngon. Và cái thứ hai nó là rất là tiết kiệm xăng. Xăng nó rất là tiết kiệm, có thể là 40 mấy 50 cây một lít luôn anh em. Nhớt còn tiết kiệm hơn nữa. Cái điều mà mình thích ở con này, đó là những cái điểm mà mình thích nhất ở con này. Và cái điểm nữa là những cái con này 150 nhưng mà nó vẫn có báo số nha anh em. Nó báo số đầy đủ, báo số hiển thị thông số ở đây nè. Thì anh em đi xe rành không cần về cái báo số này đâu, mà anh em mới tập chơi phải cần báo số. Đó, anh em thấy không? Báo số nằm đây nè. Đó, báo số sẽ nằm đây. Đó, đầy đủ báo xăng. Và bình xăng nó rất là to. Anh em, ví dụ anh em đi từ đây về Phan Thiết, anh em đổ xăng đầy bình là đi thoải mái luôn, vô tư luôn anh em. Đó là những cái điểm mà mình lưu ý cho anh em khi mà anh em mua con xe này. Đó, đây là cái phụ upside down của nó. Nhưng mà upside down này cũng là upside down bình thường thôi anh em, chứ nó không phải ngon như là upside down Showa của những con 300. Với một con xe giá tiền rẻ như thế này á, hình như xe mới giờ tầm 70 mấy triệu á, mà anh em đòi hỏi nó là phải này nọ kia khác thì không có nổi đâu nha anh em. Thì nó chỉ là phụ upside down bình thường. Xe vẫn chưa có ABS, nhưng mà anh em chạy tốc độ bình thường thì không có cần thiết tới ABS nhiều. Đó, không có cần thiết tới ABS nhiều. Rồi, tiếp theo là cái đèn của nó. Thì đèn của nó anh em nhìn có thể rất là đẹp mắt ha. Đó, đèn của nó nè.
Đó, khi anh em đề lên đèn này nó sẽ sáng. Đó, bắt xin là cho may luôn. Rồi, thì mình sẽ nói về cái đèn. Thì đèn á, nó rất là đẹp, nhưng mà mình cảm thấy nó chỉ phù hợp với đi phố thôi. Khi mà anh em đi xa, đi trời tối á, nó sẽ không có sáng lắm. Thì yêu cầu anh em phải bắt thêm một cái chợ sáng ở đây hoặc ở đây, thì nó sẽ ok hơn cho những anh em đi tour xa hoặc là đi đường tối. Đó là những cái điểm lưu ý cho mình nói tới anh em. Xe này sẽ phù hợp với những anh em 1m65 hơn. 1m65 thì mình nghĩ là rất là phù hợp với lại con xe này. Và con xe này mình đã giao cho em trai đó, mình chụp hình giao cho em trai. Đó đây, 2 triệu khó. Tại vì xe này mới đô đai xong rất là ok. Nói chung là con xe này không có gì phải bàn nữa. Rồi, thì đâu để mình nhớ coi thử cái gì về nó. Thì máy nó là VVA rồi. Đó, nồi chống trượt VVA thì rất là ok. Cái công nghệ mới của Yamaha, hiện tại cái công nghệ này đã lên cái con Exide 155 đúng không? 155 mới ra là đã lên cái con xe đó rồi. Rồi, kiểu dáng con này thì mình thấy là nó rất là đẹp. Nhìn quay góc này nè, em quay góc này cho mọi người xem mà, thì rất là đẹp. Thì con này cũng không có gì đặc biệt thôi. Tóm gọn lại là con này tiết kiệm, bền, đó này nọ. Thì nó chỉ không phù hợp với những người mà có chiều cao, khiêm tốn, hoặc là không phù hợp với những người mới tốc độ. Ví dụ mình thích tốc độ thì con này thì nó không có mạnh đâu anh em. Nói về nó không có mạnh, nó được nước đề thôi. Nó chỉ được nước đề thôi. Còn mạnh thì nó sẽ không mạnh bằng R15 hay là GX so với những dòng phân khúc 150. Rồi, cảm ơn anh em đã xem cái clip này. Đó là những chia sẻ thiệt tình của mình cho anh em về cái con xe này, khi mà mình lựa chọn mình mua nó một cách đúng đắn, chứ không phải mua về xong rồi bán. Thì có những anh em đó, như anh em này nè, thích tốc độ nhưng mà mua con này về thì mua về chạy rô đai cảm thấy không phù hợp là bán. Đó thì nó sẽ phải nói sao, nó sẽ tốn tiền của anh em đi. Đó thì mình muốn tư vấn cho anh em để anh em mua được con xe với cái mức kinh phí hợp lý với mình hết mức có thể. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha. Anh em nhớ đăng ký kênh và nhớ bấm like và subscribe cho kênh của Minh Biker. Chúc người em mua xe của mình là phải nói là trải nghiệm tốt với con xe của mình hết mức có thể. Đó, tại người em nó ngại nên không có quay clip, mình sẽ chèn hình vô thôi, mấy anh em sẽ chụp hình giao lưu với nhau. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Tiền cầm đây rồi nè anh em. Đó là xin xe. Đưa nàng về Vinh. Ngon lành. Đó. Ra nhận xe đi mà. Rồi xong rồi, nãy chụp hình nhận xe rồi. Nhớ về em cắt bớt cái chì này nha, không thôi ở quẹt chỗ đây đã chạy nè. Ừ. Chạy rồi quẹt ha. Tháo ra luôn. Đây đi. Là cái gì đó? Đá bát xin. Đá bát xin. Xong. Sau rồi này có vậy. Muốn lên cái gì đó thì cứ nhắn tin anh. Ra đây anh lên giùm cho. Dĩ nhiên rồi. Xe mới rô đai xong là nhìn chắc là biết liền à. Nhìn vô rồi. Bụi là nãy mình lăn bánh xuống mới dính đó. Nãy trên kia không dính. Thấy chưa, xe mới chưa, ân chưa. Nè, từng con ốc luôn. Mới tinh luôn, mới cáo luôn. Gọi là mới luôn, như đập thùng khác gì. Bát xin là em đề máy lên. Em đề máy lên. Rồi em đá nó mới. Đó, thấy chưa. Đây, ở đây thấy nè. Thấy rồi. Lụm tiền. Rồi xong, giờ về luôn đúng không? Ok. Đó, cho anh em thấy cái chi tiết mới như thế nào. Rồi. À quên nhá. Dừng lại. Vô anh tặng cho cặp bao tay. Quên lấy cặp bao tay chạy xe. Tập luôn đi, tập bao luôn. Vô dắt em vô lựa cặp bao tay cho vừa cái tay chạy. Okay. Ngắn tay á, chạy trong thành phố mà. Đó, sẵn quay cho anh em coi lại, ngắm nhìn nó. Mới can luôn anh em. Liền. Đây anh bạn anh đi theo, anh nói nhìn là đẹp liền.
cực lắm anh, kiếm mấy con này cực lắm, phải chờ thời gian à, còn ai không chịu chờ thôi à. Chứ mua phát một thì ra cửa hàng nó thiếu gì đâu, xe cũ thiếu gì, nhưng mà để tìm những con xe mà gọi là ấy là mình phải có quá trình. Rồi, bye bye anh em nha.